Hello anh em, chào mừng anh quay trở lại với channel của mình. Chúng ta sẽ đến với tập thứ 43 trong series New Hero cùng với Lionel Winzero. Ở tập trước thì Winzero của chúng ta đã có được những phút giây thi đấu đầu tiên tại La Liga, cũng như là có được danh hiệu đầu tiên tại Real Madrid, đó là danh hiệu siêu cấp châu anh em ạ. Và bước sang tập thứ 43 này thì Winzero của chúng ta sẽ có trận đấu đầu tiên tại Champions League trong áo của Hoàng gia Tây Ban Nha. Và hiện tại Real Madrid đang ở bậc G cùng với AS Roma, Club Brugge và Raku. Nếu như xét về đẳng cấp thì tất nhiên đây là bảng đấu mà Real Madrid hoàn toàn đi tiếp một cách dễ dàng nếu như đá đúng thực lực và không xảy chân hoặc thậm chí là không bóp ở một trận đấu nào đó, thì chúng ta hoàn toàn để có thể dễ dàng vượt qua bảng đấu này. Đối thủ duy nhất mà chúng ta sẽ hơi lo một chút thôi và có thể sẽ khiến cho Real Madrid gặp đôi chút khó khăn, đó sẽ là AS Roma, còn hai đại diện đến từ Bỉ và một đất nước nào đó có vẻ như đó là Romani, đó là Club Brugge và Raku, thì không có gì đáng lo cả anh em ạ. Rồi chúng ta cũng sẽ điểm qua những bảng đấu còn lại đi. Đầu tiên là ở bảng A thì đó là Real Sociedad, Salzburg, Bromby và Napoli. Thì đây là bảng đấu đã đá một lượt trận rồi và đang đứng đầu bảng hiện tại, đó là Real Sociedad. Tiếp theo đó là bảng B với Juventus và Shakhtar Donetsk, với Paris Saint-Germain và Feyenoord. Và sau lượt trận đầu tiên thì Juventus và Shakhtar Donetsk đã có được 3 điểm. Bảng C thì gồm Slavia Praha, AC Milan đội bóng cũ của chúng ta, Dortmund và Sporting Lisbon. Thì bảng đấu này cũng đã diễn ra lượt trận đấu tiền rồi và đội bóng đến từ Cộng hòa Séc, Slavia Praha và Milan đã có được 3 điểm đầu tiên. Tiếp theo đó là bảng D với Olympic Marseille cùng với RB Leipzig, Fortuna Klim và Manchester United. Thì Olympic Marseille và Leipzig đã có được chiến thắng đầu tiên sau lượt trận đấu tiền. Tiếp theo đó là bảng E với Liverpool, Atletico Madrid, AS Monaco và FC Porto. Đây có vẻ như là bảng đấu tử thần của Champions League mùa giải năm nay anh em ạ. Và bảng đấu này thì chưa đá trận nào cả. Tiếp theo đó là bảng F với Man City, Leverkusen, Braga và FCSP. Bảng đấu G thì đây là bảng đấu của chúng ta. Và bảng đấu cuối cùng là bảng H với Chelsea, FC Barcelona, Bayern Munich và Rangers. Ok, ồ chính ra đây cũng là bảng đấu tử thần anh em ạ. Chelsea đội bóng cũ của chúng ta sẽ cùng bảng đấu với Bà Xã và cả Bài Yến nữa cơ. Đây mới chính là bảng đấu tử thần này. Rồi, Winchester sẽ vào sân của bằng cái dự bị anh em ạ. Và tất nhiên chúng ta lại thay thế vị trí của Matias Araujo, tiền đạo bằng cao số 9. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 anh em ơi. Và nó thuộc về Real Madrid, chúng ta đang dẫn trước Club Brugge với tỷ số 2-1 trên sân nhà Santiago de Bernabeu. Winchester và chạm bóng đầu tiên của số 11 Darwin Núñez. Dứt điểm. Cú đá đến từ mặt của thủ môn số 22 bên phía đội chủ nhà. Đây là Adu. Nielsen. Koras. Tập trở lại với đội chủ nhà. Vichiro. Đây là Pove. Pove. Chuyền hơi thiếu cảm giác của Pove, nhưng đó là ý tưởng tốt. Michele, Angelino, đây là Paproja, bóng trở lại với Real Madrid. Đây rồi, Darwin Núñez, đường truyền hơi khó. Quintino, nếu như đó là một đường truyền hơi sâu một chút so với đà di chuyển xuống thì chúng ta đã dễ dàng để có được bàn hơn. Bây giờ là lên bóng cho Club Brugge, không được. Đang có rất nhiều những tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân. Nacho Morian, đây là Jude Bellingham. Vincido, hợp lý. Darwin Núñez. Vincido. Cái, ui không được. Tình huống mà chúng ta đã quyết định xử lý kỹ thuật, nhưng cú đá cuối cùng thì đã bị chặn lại. Darwin Núñez. Vincido, à một tình huống xoay combo anh em ạ. Chút nữa là ngon rồi. Vincido. Dứt điểm, lại là một tình huống mà chúng ta dứt điểm vào người của cầu thủ bên phía Club Brugge. Angelino, đường truyền dành cho Jaime, cầu thủ số 7 bên phía của Club Brugge. Jaime, đây là Iago Thiago, cơ hội dành cho Club Brugge. Dứt điểm, cú đá cuối cùng đến từ Iago Thiago đúng không? Không phải, biệt vị rồi. Elmas rời sân để nhường chỗ cho Vini.
There's 15 minutes remaining. Đây là Zinkernagel, Skorat. Tình huống băng xuống khá nguy hiểm của Skorat. Bóng đã được phá lên. Tình huống khá nguy hiểm dành cho Club Brugge. Bellingham. Đây là Nacho Monreal. Vincido. Khá nhịp nhàng. Nacho Monreal. Vincido. Đây là Pove. Pedro Poro. Và tạt bóng của Pedro Poro. Vincido. Có vẻ không được, vẫn là quá khó so với khả năng chọn vị trí của Vincido. Vinicius. Adu. Hướng đẩy bóng lên, nó là quá sâu với khả năng băng xuống của Zinkeranger. Phút thứ 83 rồi. Tỷ số trên sân Santiago de Bernabeu vẫn đang là 2-1 nghiêng về Real Madrid. Nhà đương kim vô địch của C1 đang dẫn trước đội bóng đến từ Bỉ. Vini. Chuyển quá khó nhưng Vincido đã lấy được bóng. Pedro Poro. Vincido. Darwin Núñez. Vini. Không được. Huống nếu như Jude Bellingham nhả bóng lại cho Vincido có vẻ hợp lý hơn. Bố về. Vincido. Không được. Nhưng bóng vẫn thuộc về Real. Không được rồi. Corat. Đây là Jude Bellingham. Vincido. Vincido. Tình huống căng ngang vào và tỷ số là 3-1 cho Real Madrid. Có một kiến tạo cho Vincido và người ghi bàn đó là người đồng hương của số 11 Vinicius Junior. Hai cầu thủ người Brazil đã tìm thấy nhau ở bàn thắng thứ ba này của đội chủ sân sân Santiago de Bernabeu anh em ơi. Đó là dấu ấn của những người Brazil, của những vũ công samba đang phô diễn kỹ thuật trên sân nhà của Real Madrid. Tình huống căng ngang cực kỳ vừa tầm so với đà di chuyển và dứt điểm của Vinicius Junior. Jaime. Bóng trở lại với Ryan. Đây là Darwin Núñez. Nacho Monreal. Pove. Đây là Jude Bellingham. Pedro Poro. Dứt điểm. Không được. Đó là một pha volley bằng chân trái của Vincido. Và đây sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Nhưng phối hợp Vincido. Vincido không được. Và dứt điểm cuối cùng của Lionel Vincido cũng khép lại trận đấu đầu tiên của Real Madrid tại Champions League mùa giải năm nay. 3 điểm đầu tiên dành cho đội chủ sân Santiago de Bernabeu. Vincido có được hơn 30 phút thi đấu trên sân và chúng ta có được một kiến tạo cho người đồng hương của mình, đó là Vinicius Junior ghi bàn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với La Liga. Và đây chính là bảng xếp hạng của La Liga sau vòng đấu thứ 6 anh em ạ. Real Madrid đang đứng đầu bảng với 16 điểm. Chúng ta đang hơn 1 điểm so với Atletico Madrid và hơn 2 điểm so với FC Barcelona. Tuy nhiên, chúng ta đang đá ít hơn 1 trận so với Bà Xã anh em ạ. Đứng thứ 4 đó là Real Betis, tiếp theo đó là Getafe, Villarreal, Athletic Bilbao và Girona. Ở vòng đấu thứ 7, chúng ta sẽ có trận Derby Madrid với Atletico Madrid trên sân khách anh em ơi. Sân bóng của Atletico đó là Wanda Metropolitano. Rồi, và đây cũng là trận đấu mà Vincido xuất phát ngay từ đầu anh em ạ. Sau 6 vòng đấu thì Vincido mới có được trận đấu đá chính đầu tiên trong màu áo của Hoàng gia Tây Ban Nha. Nói mới thấy từ sự khốc liệt và sự cạnh tranh vô cùng gắt gao tại đội bóng này anh em ạ. Thực sự là như vậy, đến vòng đấu thứ 6 thì Vincido mới có trận đấu xuất phát ngay từ đầu. Và chúng ta sẽ thay thế vị trí của người đồng hương Vinicius Junior. Đây chính là danh sách đội hình của Real Madrid trong trận Derby Atletico.
trận Derby Madrid sắp tới anh em ơi. Rồi, chúng ta đang có những hình ảnh tại sân vận động Wanda Metropolitano, sân nhà của Atlético Madrid để hướng tới trận Derby Madrid giữa câu lạc bộ Atlético Madrid và Real Madrid anh em ơi, tại vòng đấu thứ 7 anh em ạ. Đây sẽ là mục tiêu của Guisido ở trận đấu này. Vậy là Guisido dứt điểm ngay. Tỷ số được mở cho Real Madrid ở phút thứ 4. Một siêu phẩm của Lionel Guisido. Trận đấu đầu tiên mà số 11 đã chính ngay từ đầu. Và ngay lập tức anh đã tỏa sáng với một siêu phẩm. Những pha đi bóng cực kỳ lắt lẹo và tung ra một cú rocket quá khó cho thủ môn Jan Oblak của đội chủ nhà. Đây là William Saliba đối xuống Kimmich. Saliba thoát đi nhưng bóng trở lại với đội chủ sân, chính xác hơn đối với Real Madrid. Vincido, Darwin Núñez, Darwin Núñez dứt điểm ngay, không vào. Vincido, Vincido không vào. Và cản phá tuyệt vời của Jan Oblak. Jude Bellingham quả tạt nữa, đánh đầu, và như vậy là 2-0 cho Real Madrid. Không hề có lỗi vị của Darwin Núñez. Lần này thì đến lượt Guisido kiến tạo cho cầu thủ người Uruguay ghi bàn. Một tình huống tạt bóng bằng chân không thuận. Không hề có lỗi biệt vị của Darwin Núñez. Tiền đạo người Uruguay đã đánh đầu chạm vào xa ngang và bật xuống. Guisido vượt qua được Mourinho. Guisido, Guisido vẫn còn. Cú đá của Bellingham đã bị chặn lại. Quả tạt vào của Molina. Cơ hội dành cho Atletico. Như vậy tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà, và người ghi bàn đó là Saúl Núñez. Đây có vẻ như là pha dứt điểm đầu tiên của đoàn quân Simeone. Tình huống Mapero Poro đã bị vượt qua một cách đơn giản với Saúl Núñez. Và với một góc sút và tầm sút như thế này thì rất khó để cho cầu thủ mang áo số 8 có thể bỏ lỡ được. Lên bóng dành cho Atlético, đây là Tammy Abraham. Tammy pha tạt bóng vào khá nguy hiểm. Một pha volley của Unan. Kimmich quả tạt vào. Vẫn còn. Nguy hiểm. Và như vậy thì lưới của Real Madrid đã rung lên thứ hai trận đấu này. Bàn thắng quân bình tỷ số. Và người ghi bàn đó là Molina. Một tình huống rất giống với bàn thua ở hiệp 1. Bóng trở lại với đối khách nhưng ngay lập tức quay trở lại với đội chủ nhà. Lên bóng dành cho Real Madrid, cơ hội Bernardo Silva. Cơ hội hoàn hồ thủ môn Courtois. Nhưng lưới của Real Madrid vẫn rung lên. Và đó là Joshua Kimmich. 3-2 dành cho đội chủ nhà. Đoàn quân của Simeone đang lội ngược dòng. Cú đá đầu tiên đến từ vị trí Unan. Courtois đã làm rất tốt rồi. Nhưng anh không thể làm được gì với cú đá bồi sau đó của Joshua Kimmich. Khi mà khung thành đã rất rộng mở. Núñez không được. Không thể đánh bại được Jan Oblak. Và cứu thua tuyệt vời của thủ môn người Slovenia. Và tạt vào của Pope. Quá sầu, vẫn là Real Madrid. Và tạt nữa. Không được. Phản công cho Atlético, Balogun và hết giờ. Trận derby của thành Madrid đã khép lại với tỷ số là 3-2 cho Atlético. Một trận đấu mà đội chủ sân Wanda Metropolitano đã có một màn lùi ngược dòng cực kỳ ấn tượng. Guisido với trận đấu đá chính đầu tiên, với trận đấu xuất phát ngay từ đầu, đã có được một bàn và một kiến tạo nhưng cũng không thể đem lại 3 điểm tới sân của Atlético, khá đáng tiếc. Tập thứ 43 trong series New Hero cũng đến đây là khép lại. Cảm ơn anh em, đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của series này.